Liên quan đến việc xả nước của thủy điện Bắc Mê gây sạt lở hàng chục hộ dân ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, hôm nay đoàn kiểm tra của tỉnh đã làm việc với đại diện chủ đầu tư để tìm phương án giải quyết. Tuy nhiên, có một sự bất hợp lý ở đây là việc xả nước bất ngờ của thủy điện này lại nằm ngoài khả năng quản lý của chính quyền địa phương. Thủy điện xả nước bất ngờ, khiến hộ thì không còn nhà để ở. Hộ còn nhà thì sống trong lo sợ, bởi nguy cơ mất nhà vẫn luôn liên tục rình rập. Hậu quả đã có tới 17 hộ dân phải di rời khẩn cấp khi thủy điện xả nước đột ngột. Hiện tại bây giờ đảo lộn cuộc sống vợ chồng tôi, chỗ ăn không có, chỗ ngủ không. Hàng họ gia đình nhà tôi giờ không biết, khi các anh xả không có một lời báo cho nhân dân chính quyền để biết, mà hoàn toàn là các anh tự ý làm. Trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh Cao Bằng ngày hôm nay, đại diện chủ đầu tư lý giải việc xả nước của thủy điện là đúng quy trình và thủy điện không có trách nhiệm phải báo cho người dân ở khu vực này bởi đây là khu vực lòng hồ. Trong các cái quy định ấy, thì cái việc xả lũ thì báo cho hạ du, thế còn cái quy định báo cho trên lòng hồ thì cũng chưa có, thực sự là cũng chưa có những cái quy định đấy. Và đây là một cái sự cố chắc chắn là sẽ là một cái bài học để thực hiện cái thủy điện sau. Không có quy định nên cũng chẳng ai phải chịu trách nhiệm với sự an toàn của người dân nơi đây. Ngay cả việc sạt lở do thủy điện tích nước làm mực nước dâng cao và thay đổi thường xuyên đã từng xảy ra. Việc xả nước của thủy điện Bắc Mê đã từng gây sạt lở nhiều đoạn tuyến đường của quốc lộ 34. Lý do xả nước đột ngột được chủ đầu tư đưa ra thì nghe có vẻ hợp lý. Thế nhưng nguy cơ ảnh hưởng tới những hộ dân ở đây thì đã từng được cảnh báo trước. Thì cách giải thích này thực sự là rất khó có thể chấp nhận. Các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được di rời và bố trí chỗ tạm thời trước ngày 8 tháng 1. Đồng thời, tỉnh Cao Bằng cũng yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Bắc Mê hoàn thành bố trí mặt bằng khu tái định cư cho 17 hộ dân trước ngày 10 tháng 3 năm 2018.